À, cái bạn học sinh này nói chuyện nè, nghịch trong giờ học à, cô sẽ remove con ra khỏi phòng cho mà xem nhá. Được rồi, hãy xem đây. À, bạn Bùi Văn Quậy này hả? Cho remove luôn ra khỏi phòng nha. Không thèm report room, remove. Alo, mẹ của bạn Quậy ạ. À? Bạn vừa quậy quá nên là cô vừa remove ra khỏi phòng bây giờ. Mẹ cho con vào lại thử xem nhé. Hả? Không vào lại được nữa à? Cô sẽ bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hỏi thầy Phương? Làm sao để học sinh remove rồi vẫn có thể vào lại được hả thầy? Vâng, thưa quý thầy cô và các bạn, khi chúng ta remove ai đó ra khỏi phòng Zoom thì người đó trong cái phiên họp đấy sẽ không thể quay trở lại được phòng Zoom nữa, đúng không? Như vậy thì làm thế nào để cho một người đã remove ra khỏi phòng học rồi có thể quay trở lại phòng học? Thì chúng ta có hai phương án. Phương án thứ nhất là ví dụ như là mình remove cái bạn học sinh này, bạn Bùi Văn Quệ này, mình sẽ remove bạn ấy ra khỏi phòng. Đó, bấm remove. Như vậy thì bạn Quệ này đã bị thoát ra khỏi phòng. Và bây giờ khi mà bạn bạn Quậy mà quay lại thì bạn Quậy sẽ không vào được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là nếu như là bạn Quậy muốn quay lại phòng Zoom này. Đấy. Bạn Quậy vào này thì nó sẽ báo là như thế này, đúng không? Là bạn Quậy sẽ không thể quay lại phòng Zoom được bởi vì đã bị đẩy ra khỏi phòng rồi. Vậy thì làm thế nào để bạn Quậy có thể quay trở lại thì đầu tiên này, nếu như mà mình đang ở trong cái cuộc họp này rồi thì muốn bạn ấy quay lại thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải làm như này, chúng ta sẽ phải tắt cuộc họp này đi. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ mở lại cái cuộc họp đấy, cũng cái ID đấy chúng ta bật lại một lần nữa để coi như là tạo một cuộc họp mới. Và khi mà chúng ta tạo một cuộc họp mới này thì bạn quậy nhà chúng ta, đấy, bạn quậy nhà chúng ta khi mà quay trở lại bấm lại vào cái đường link của cô một lần nữa thì lúc đấy ở trên màn hình của bạn quậy sẽ vào như này. À, bạn quậy sẽ vào được, cô chỉ cần bấm đồng ý là bạn quậy có thể vào được trong phòng học. Ok, đây là cách thứ nhất, đó là cách đầu tiên là chúng ta sẽ tắt phòng Zoom đi và sau đó mở lại thì để cho những học sinh mà đã bị remove ra khỏi phòng có thể vào được. Vậy thì có cách nào để mà mình không cần phải tắt phòng Zoom mà cái người học ấy, sau khi bị remove ra ngoài rồi thì vẫn có thể là vào họp được tiếp ở trong phòng Zoom của chúng ta, đúng không? Ok, vậy thì thầy Phương giới thiệu cách số 2. Cách số 2 này đó là chúng ta sẽ tắt phòng Zoom này đi nha. Thì để làm được điều đó thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải cài đặt ở trong cái phòng Zoom của mình ấy, là cho phép những người học nào đã bị remove ra khỏi phòng thì có thể quay trở lại được, đúng không? Thì để cài đặt cái đó thì chúng ta sẽ vào cái biểu tượng chúng ta làm từ đầu đây. Mình mở cái phần mềm Zoom lên cho mọi người làm từ đầu này. Sau đó vào cái biểu tượng hình người của mình, hình tài khoản của mình ở góc này. Rồi chọn là My Profile. Đó, nó sẽ yêu cầu mình đăng nhập lại vào tài khoản Zoom thì chúng ta sẽ đăng nhập lại vào tài khoản Zoom. Ok. Như vậy là mình đăng nhập xong thì mình sẽ vào cái phần cài đặt là phần setting ở đây. Chúng ta bấm vào setting này để cài đặt trong cái này thì để cho nó dễ tìm thì các thầy cô gọi bấm phím Ctrl và chữ F. Nó sẽ ra cái ô tìm kiếm nên mình sẽ gõ vào trong cái chữ này là remove. À, nó sẽ ra cái chỗ cài đặt là allow remove participants to rejoin, có nghĩa là sẽ cho phép những cái người mà đã bị xóa ra khỏi phòng Zoom có thể quay trở lại. Mình chỉ cần bật cái chức năng này lên. Đó. Như vậy là chúng ta bật cái chức năng này lên rồi. Thì ok, bây giờ chúng ta tắt đi. Bây giờ chúng ta mở một cái cuộc họp này. Đấy, mở cuộc họp mới. Bắt đầu chúng ta thử test xem là à đây, chúng ta vào học này. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ mời các bạn học sinh sẽ vào lớp. Ok. Đấy, bạn quậy nhà chúng ta vào lớp rồi đây. Để chúng ta mở lên đây là có các bạn học sinh đây đúng không? Thế bây giờ giả sử chúng ta remove cái bạn học sinh Bùi Văn Quậy này ra ngoài. Bấm vào remove này. Đấy. Rồi đừng report Zoom làm gì cho mệt. Bỏ cái này đi, bấm remove. Thì bạn đó sẽ bị out ra. Khi bạn quậy đã bị out ra như thế này. Đấy, ok, bạn quậy bị out ra nhá. Thì bây giờ khi mà bạn ấy vào lại Zoom này. Đấy, bạn bấm vào để bạn vào lại cái đường link đó.
cô giáo đồng ý. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là trên màn hình của bạn ấy nó sẽ không báo là bạn ấy đã bị remove nữa. Bạn vẫn có thể vào bình thường. Đấy, vào được bình thường. Như vậy là bạn quay lại được vào được Zoom bình thường. Ok. Và trong lớp của chúng ta lại chào đón bạn học sinh Bùi Văn Quậy. Trong nữa bạn ấy lại buồn quá, cô lại remove nó ra. Thì chúng ta remove ra. Khi chúng ta remove rồi thì học sinh sẽ quay lại được một cách bình thường. Bây giờ chúng ta nhìn lại. Và bây giờ bạn quậy, bạn bấm lại vào cái đường link của mình. Ok. Thì ở trên giao diện của cô sẽ thấy bạn đã quậy lại đang ở trong phòng chờ, đúng không ạ? Bạn quậy đang ở trong chờ. Nếu bây giờ cô ok thì quậy vào một cách bình thường. Và như vậy là chuyện remove học sinh bây giờ đã xong. Nói tóm lại thì đừng remove các con làm gì. Remove rồi mất công cho vào lại, đúng không? Phải làm sao để các con phải ngồi học ngoan mà không phải remove chứ, đúng không? Ok, nếu mọi người thấy video này hữu ích thì hãy dành cho thầy Phương một nút like. Mọi người có khó khăn gì khi sử dụng phần mềm Zoom hãy comment bên dưới phần video này thì Phương sẽ làm video hướng dẫn. Những ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.